Hello, xin chào các bạn. Ở cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó là những cái loại rùa mà các bạn đáng nuôi nhất và được nhiều anh em ưa chuộng nhất. Hôm nay mình ở đây mình có bao nhiêu loại ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, à không, con này bỏ đi, 10 loại. Đó, 10 loại rùa mà các bạn nên nuôi nhất. Và cũng như là những anh em mà chơi rùa mới bắt đầu thì thường thường sẽ chú tâm vào 10 loại này. Đầu tiên á, đây là bé rùa ninja. Cái rùa ninja này các bạn cũng không có quá xa lạ gì rồi. Đó, đây là một cái loài rùa có khả năng bơi rất là giỏi và rất là to ha. Đó, rùa ninja thì có cái đặc điểm là tụi nó sẽ có những cái chấm vàng ở trên đầu nè. Đó, nhìn giống như là mấy cái ông ninja, mấy ông đeo cái khăn bịt mặt á. Đó, đặc điểm mai của ninja thì thường có cái màu nâu sẫm và ít hoa văn họa tiết. Đó, nhìn cái yếm đó nè, cái yếm con này thì mình bình thường nó sẽ có màu xám hoặc màu đen các bạn. Không, mình phải giới thiệu từ loại cơ bản nhất ha. Đầu tiên là mình phải giới thiệu tới cái loại này. Đây là rùa xanh mini. Rùa xanh mini là rùa gì thì các bạn tự hiểu. Đó, cái loại này thì rất là rẻ, các bạn có thể tìm được mọi nơi ở các tiệm cá cảnh á. Thường thường người ta bán phóng xanh cũng có bán cái loại này luôn. Mà cái loại này là cái loại mà không có nên nuôi nhiều ha. Đó, anh em nào mới chơi thì đều tập trung vào cái em rùa xanh mini này. Tại vì giá thành nó rất là rẻ và cái sức khỏe nó cũng rất là trâu bò luôn. Nhưng mà mình là không có khuyến khích các bạn nuôi loại này ha. Tại vì nó ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều. Sau tai đỏ thì các bạn sẽ có rùa Chinese Bone. Đây là một cái em rùa Bone Baby. Để mình zoom lên cho anh em xem. Đây, đây là một cái em rùa Chinese Bone, rùa đá Trung Quốc. Đó, em này thì giá thành cũng rất là rẻ và cũng rất là dễ nuôi như tai đỏ vậy đó. Còn nuôi dễ như thế nào? Mình đã từng làm cái clip mà hướng dẫn cụ thể nhất nó nuôi rùa Bone như thế nào cho bạn xem. Đó, đây là em thứ hai, rùa Chinese Bone ha. Rồi tiếp theo đến em phổ biến thứ ba, đó chính là rùa bản đồ. Rùa bản đồ thì các bạn phân biệt nó có những cái đường hoa văn ở yếm nè. Đó, cũng như là cái đường hoa văn ở trên mai. Đó, nó có những cái đường như thế này, giống như hình cái bản đồ. Và trên đầu nó sẽ có hai cái đường màu vàng như thế này. Bản đồ này mình đã từng review cho các bạn biết là có một cái loại nữa là Black Map. Nói chung là cái chi của rùa bản đồ nó rất là nhiều ha. Thì bé rùa này là bé rùa vẽ phương đông. Ủa, con này vẽ tay chứ? Ừ, vẽ tay. Còn con này là bụng đỏ Florida nè. Đó, con này là bụng đỏ Florida. Thì nó có nhiều loại lắm. Với cái yếm đặc trưng là cái yếm màu đỏ nè. Đó, thấy không? Con này thì lớn lên rất là đẹp nha các bạn. Tiếp theo là loài rùa Hamilton, rùa sau đêm. Cái loại mà này thì mình đã từng review cho bạn xem rồi. Ở ngay cái clip trước thôi chứ đâu. Đó, rùa sau đêm. Còn con nào chúng ta? Ha. Đây là một cái con rùa mà không khuyến khích các bạn nuôi nhưng mà cho các bạn xem tại vì nó cũng quá là nổi tiếng với lại anh em rồi. Đây là rùa câm nha các bạn. Hay còn gọi là rùa ao vàng á. Loại này thì ở Việt Nam mình không có khuyến khích nuôi, không có cho phép nuôi đâu. Cao cấp hơn một tí thì ở bên đây mình có một bé rùa bụng hồng. Đó, rùa bụng hồng thì nó có một cái cổ gập vào. Nó thuộc cái họ rùa cổ gập hả các bạn. Đó, rùa bụng hồng nè. Mặc dù á, là từ nhỏ tới lớn cái màu bụng của nó là màu cam, mà không biết thằng nào đi đặt cho nó cái tên là rùa bụng hồng. Cái gì á, Pink Spelly. Đó, loại này thì nó khá là phổ biến rồi. Mình đã từng review em này luôn rồi ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Dễ thương lắm. Rồi cái loại mà phổ biến chắc là phổ biến nhất. Phổ biến nhất sau tai đỏ nha. Mà nãy giờ mình không có đề cập tới. Đó là loài rùa Common Snapping. Common thì các bạn xem kênh của mình chắc chủ yếu là các bạn xem môn mập. Đó, môn mập thì cũng là một cái loài rùa Common Snapping như thế này.
Trong họ snapping thì nó có common snapping nè, alligator snapping, Mexican snapping và Mexican snapping. Đó. Thì con của mình thì là common. Hôm nay mình không có Ali, Flo với lại Matt ở đây nên mình chỉ giới thiệu bé này thôi. Với lại Ali hay là những bé kia thì giá thành rất là cao. Còn đây, đây là cái con mà anh em đáng chơi nhất. Ở cái thời điểm mà năm 2015-2016 á, cái lúc mà mình kiểu mới bắt đầu mình chơi thì mơ ước có một cái em rùa như thế này. Đó chính là em rùa tai đỏ Albino. Thì đối với một cái em size 6cm mà ở cái thời điểm đó nó rơi vào tầm 16-17 triệu một em nha các bạn. Đó, rất là mắc. Và cái thời điểm đó mình không thể nào mà mình cầm trên tay được một bé như thế này. Còn bây giờ thì việc sở hữu những em rùa Albino này nó quá là dễ dàng rồi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp mà gọi là náo nước luôn các bạn. Đây, mấy bữa trước thì mình có để em rùa răng Albino làm cái background để mình review những em rùa kia. Đó, đây là em tai đỏ Albino, bé rùa Albino thứ hai của mình. Đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Rồi, như vậy là mình đã review cho các bạn xem những cái loại rùa mà đáng nuôi nhất và nhiều anh em quan tâm. Hôm nay nó có thiếu cái con gì không ta? Nó thiếu nhiều lắm bạn. Tại vì thời điểm cuối năm rồi, nó không có còn nhiều cái loại để mình tìm nữa. Nó còn rùa công nè, rùa mũi heo nè, nhiều lắm, nói chung là vân vân may may. Mà hôm nay mình có ở đây có sẵn thì mình review như đây thôi. Còn mấy bé của ở nhà mình nó đa số toàn tai đỏ thôi. Tại vì những bé đó là mình cứu với lại người ta tặng á, thành ra mình nuôi riêng ở nhà. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo ha. Nếu mà thấy rùa đẹp hay thì các bạn hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình làm những clip tiếp theo. Và đừng quên là nếu mà có thông tin gì thắc mắc á, hãy truy cập vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video đó, tham gia group của mình để trao đổi kinh nghiệm về những cái loài rùa cảnh cũng như là những cái kiến thức cho các bạn nuôi rùa sau này. Thời điểm này thì mình làm những cái clip như thế này để khơi dậy cái niềm đam mê cho các bạn thôi. Một năm vừa qua thì dịch giả quá là khó khăn, mình cũng khó khăn đó, không có thể nào mà làm nhiều cái clip cho anh em xem được. Nhiều bạn thì cũng mất dần đi cái lửa và kiểu như là không có còn tham gia vào những cái hội rùa, không có còn chơi rùa sôi nổi nữa. Thì cũng nhân dịp cuối năm, mình chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe đó, lúc nào cũng giữ được cái lửa nhiệt huyết ở trong người của mình ha. Sau này nếu mà dịch có khả năng là nó bớt đi á, thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi offline để gặp mặt giao lưu anh em vui, văn hóa văn nghệ rồi vui vẻ ha. Đó, rồi hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo nha. Bye bye, nhớ đăng ký kênh nha.